5 điểm đến hút khách nhất dịp 30/4/1/5, ngay gần Hà Nội, lên hình đẹp miễn chê. Dưới đây là 5 địa điểm dành cho các bạn trẻ, gia đình đến tận hưởng trong dịp 30/4/1/5 sắp tới. Núi Hàm Lợn. Nơi đây được mệnh danh là nóc nhà của thủ đô với độ cao 462m, phong cảnh thiên nhiên đẹp, khí hậu dễ chịu cùng địa hình đa dạng. Từ lâu, núi Hàm Lợn đã trở thành địa điểm được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn để phượt, tham quan và cắm trại dịp cuối tuần. Vì vậy đây cũng là điểm đến mà nhiều người lựa chọn trong dịp nghỉ lễ 30/4/1/5 sắp tới. Núi Hàm Lợn thuộc dãy Độc Tôn nằm ở địa phận Sóc Sơn, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km theo hướng cao tốc Bắc Thăng Long, Nội Bài, nên việc di chuyển đến đây không quá khó khăn. Bạn có thể chinh phục núi Hàm Lợn với các cung đường khác nhau. Còn nếu không thích leo núi, bạn cũng có thể dừng chân cắm trại ở hồ Hàm Lợn, hồ Suối Bầu, ngay dưới chân núi. Với khoảng không gian rộng rãi, các bạn có thể thỏa thích vui đùa, nghỉ ngơi hay đốt lửa trại nướng đồ ăn. Ngoài ra nước ở hồ cũng rất trong xanh và sạch sẽ nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm tắm ở đây. Vườn Quốc gia Ba Vì cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 60km, Ba Vì nổi tiếng là điểm đến lý tưởng dành cho du khách yêu thích không khí trong lành mát mẻ cùng khung cảnh hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên rừng núi. Và trong dịp nghỉ lễ 30/4/1/5 này, bạn có thể dành thời gian để khám phá một địa điểm tương đối quen thuộc nhưng chưa bao giờ giảm sức hấp dẫn này. Điểm đến thu hút lượng du khách check-in nhất khi tới Vườn Quốc gia Ba Vì phải nhắc tới chính là nhà kính xương rồng duy nhất tại khu du lịch Ba Vì. Nhà kính xương rồng được xây dựng thành một thiên đường xương rồng đầy độc đáo và lạ mắt, hấp dẫn mọi ánh nhìn của du khách. Đây chính là điểm dừng chân lý thú, độc nhất để các bạn trẻ thỏa sức tự sướng cùng hơn 1.200 loại cây xương rồng lớn bé đầy gai góc. Làng gốm Bát Tràng. Làng gốm Bát Tràng nằm ở ven sông Hồng, thuộc huyện Gia Lâm, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 14km. Đây là làng gốm lâu đời và nổi tiếng nhất ở Việt Nam, thu hút sự tham quan của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Đây cũng là một điểm đến gần Hà Nội mà bạn có thể lựa chọn trong dịp 30/4/1/5. Đến với du lịch Bát Tràng, bạn không thể không ghé qua làng cổ Bát Tràng với công trình kiến trúc độc đáo mang phong cách cổ xưa. Hãy dành thời gian tham quan chợ gốm Bát Tràng. Đây là nơi tập trung hàng trăm cửa hàng bán gốm sứ san sát nhau. Bạn có thể tìm thấy những món quà lưu niệm hay những vật dụng xinh xắn được làm hoàn toàn từ gốm, vừa độc đáo lại vừa rẻ. Ngoài ra, bạn nhất định phải đến sân nặng gốm thể tham gia thử thách làm gốm tại nơi đây. Sau khi bạn hoàn thành kiệt tác, sản phẩm sẽ được nung đốt để khô và giữ được dáng. Sau khi nung xong, người chơi sẽ vẽ hình lên sản phẩm. Tại đây bạn có thể thỏa sức sáng tạo cho tác phẩm của mình. Đồng Mô. Khu du lịch Đồng Mô nằm ở thị xã Sơn Tây, gồm hồ chứa nước rộng khoảng 200 hectare với nhiều đảo và bán đảo bên hồ, xung quanh được bao phủ bởi những đồng cỏ rộng lớn cùng hàng cây xanh mát. Thế nên không khí ở nơi đây cực kỳ trong lành và yên bình. Bên cạnh đó, ở Đồng Mô còn có sân golf cùng những căn biệt thự xinh đẹp bên bìa rừng, là nơi vui chơi giải trí cũng như nghỉ dưỡng hoàn hảo cho dịp nghỉ lễ 30/4/1/5. Ở Đồng Mô có hai địa điểm nổi tiếng được nhiều du khách yêu thích là khu đảo Phượng với những tán rừng xanh ngắt cực kỳ thích hợp cho những hoạt động vui chơi ngoài trời như câu cá, bắt gà hay đào măng, và khu cắm trại Sơn Tinh Kem với nhiều hoạt động team building thú vị như ta giang đu dây thừng, đua bè cướp cờ, vượt chướng ngại vật hay chèo thuyền. Hoặc các bạn cũng có thể tự thuê sân để tổ chức trò chơi riêng với chi phí trọn gói khoảng 500.000, 700.000 đồng. Núi Trầm. Núi Trầm thuộc thôn Long Châu, xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội. Núi Trầm cách trung tâm Hà Nội khoảng 25km, thế nên bạn không mất quá nhiều thời gian di chuyển và có thể tận hưởng một chuyến đi trong ngày hoặc 2 ngày một đêm. Núi Trầm vẫn được các bạn trẻ rỉ tai nhau là một trong những địa điểm check-in sống ảo đẹp nhất Hà Nội. Ở giữa khu vực núi Trầm là một thung lũng được tạo nên bởi những đỉnh núi xung quanh, và vào các ngày nghỉ cuối tuần thường có rất nhiều người lên đây để vui chơi và ngắm cảnh. Trong trường hợp bạn muốn cắm trại ở núi Trầm thì bạn hãy thuê sẵn lều trại và mang theo đồ ăn, đồ nướng BBQ từ Hà Nội, bởi quanh khu vực này rất ít chỗ cho thuê mà giá cũng không tốt bằng. Nhưng lưu ý là nên mang theo túi đựng rác và dọn vệ sinh sạch sẽ khu cắm trại để đảm bảo cảnh quan thiên nhiên ở đây.